tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó thêm một lần nào nữa. Bị quấn còn bị đặt đạo lý nữa. Ngon mày nói thêm một câu gì đó nữa coi. Tao khuyên tụi bay nên rời đi trước khi tới học. Rồi, tao chỉ nói gì đó rồi đó. Bảo được chứ. Tao chỉ để cho mày học mới được.